Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục An toàn giao thông tuần này, sau phần tin là bài lực lượng công an thị xã Mỹ Hào vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thực trạng lấn chiếm vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, tập kết kinh doanh các phế liệu tập trung đoạn quốc lộ 5 thuộc phường Dị Sử thị xã Mỹ Hào gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Dọc hai bên đường có chức năng mở rộng tầm nhìn, đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm, xây dựng các công trình trái phép, buôn bán phế liệu trên hành lang đường bộ diễn ra khá phổ biến. Tại khu vực phường Dị Sử, hai bên đường phế liệu chất thành những đống cao ngất ngưởng. Những khoảng trống trong khu vực dân cư hay hành lang đường đều được tận dụng tập kết, trung chuyển phế liệu. Tình trạng kinh doanh vi phạm hành lang an toàn giao thông gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân cần được các cơ quan chức năng tuyên truyền xử lý nhằm đảm bảo môi trường và trật tự an toàn giao thông trên tuyến. Thời gian vừa qua, tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch, không ít chủ phương tiện lưu thông qua các chốt kiểm soát đã vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 khi vận chuyển hàng hóa không thiết yếu, đi không đúng lộ trình. Lực lượng chức năng đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp, xử phạt 15 trường hợp với các lỗi như không mang theo hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân, không chấp hành dừng xe kiểm soát, không đeo khẩu trang, tự ý sửa ngày trong giấy xét nghiệm, thậm chí có những trường hợp biết vi phạm nhưng cố tình phóng xe với tốc độ cao thông chốt. Hưng Yên có 13 chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào địa bàn tỉnh. Dù khó khăn, mỗi ngày đêm, lực lượng chức năng đã phải kiểm soát hàng chục nghìn lượt phương tiện qua chốt. Cũng trong thời gian trên, tại các chốt ở các cửa ngõ của tỉnh, các lực lượng chức năng đã yêu cầu hàng nghìn lượt phương tiện quay đầu khi không đủ điều kiện, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm quy định phòng chống dịch tại các chốt kiểm soát dịch. Cùng với các cấp các ngành, trong những ngày qua, lực lượng chức năng trên địa bàn thị xã Mỹ Hào căng mình thực hiện nhiệm vụ kép, không chỉ tuần tra kiểm soát để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, họ còn tích cực tham gia trên tuyến đầu chống dịch COVID-19. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an thị xã Mỹ Hào luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa đảm bảo phân luồng giao thông tại các chốt phòng chống dịch, vừa đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường. Chủ động nắm tình hình và tăng cường tuần tra kiểm soát, xử phạt vi phạm trên các tuyến giao thông đường bộ, trọng tâm là các tuyến đường ngang, ngõ hẹp, các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Qua đó, từ đầu năm đến nay đã phát hiện hơn 900 trường hợp vi phạm, xử phạt gần 900 triệu đồng, tạm giữ 227 xe mô tô, gần 500 giấy phép lái xe, xử phạt gần 200 trường hợp vi phạm hành lang giao thông, 55 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và các vi phạm khác. Tôi thấy là từ ở bên trong các ngõ hẹp ấy mà đi ra đường chính thường thường là thiếu quan sát mà lắm khi đi thẳng gây đến cái tai nạn của những cái người đang đi thẳng qua đường chính ấy. Dân chúng tôi là cũng rất mong muốn anh em cảnh sát tăng cường tuyên truyền để cho những người dân được biết và đi lại cho an toàn. Dù thời tiết nắng nóng, song lực lượng cảnh sát giao thông của công an thị xã Mỹ Hào cùng các lực lượng chức năng vẫn kiên trì bám chốt, mỗi người một nhiệm vụ, người phân luồng, người hướng dẫn các phương tiện khai báo y tế, đo thân nhiệt, kiểm tra giấy tờ, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang. Thời gian này, người tham gia giao thông có tâm lý cho rằng lực lượng chức năng tập trung chống dịch bệnh, giảm tuần tra xử phạt nên chủ quan lơ là dẫn đến vi phạm. Công an thị xã Mỹ Hào đã triển khai phân chia lực lượng của đội đảm bảo các chốt kiểm dịch trên địa bàn, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện từ các địa phương khác vào thị xã. Song song với đó, thành lập các tổ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên địa bàn, tập trung xử lý các lỗi như là sử dụng nồng độ cồn, lạng lách, đánh võng, đặc biệt những lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Tháng cao điểm an toàn giao thông tiếp tục tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường toàn thị xã để phòng chống đua xe, lạng lách, đánh võng, sử dụng rượu bia. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, lực lượng cảnh sát giao thông thị xã Mỹ Hào luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ kép, vừa làm tốt nhiệm vụ, vừa tham gia phòng chống dịch, tăng cường tuần tra kiểm soát trên tuyến và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm giao thông. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin được tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này lần sau. Thân ái chào tạm biệt.